xem xét tước danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên xưng luật sư đánh người trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với các bên liên quan. Xem xét tước danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên xưng luật sư đánh người. Sáng 6 tháng 12, đại diện trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường đại học xem xét tước danh hiệu hoa khôi mà nữ sinh viên trên đã đạt được vào năm 2019. Đối với việc xử lý học vụ hay đưa ra hình thức kỷ luật, phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tùy vào kết luận, trường sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Hiện toàn bộ thông tin về hoa khôi này đã bị gỡ khỏi trang web của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ sinh trên là sinh viên ngành luật kinh tế khóa 2018 của trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên trường này năm 2019. Hiện nữ sinh này đang làm thủ tục xét tốt nghiệp. Làm việc với nhà trường, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trên cơ sở kết quả giải quyết vụ việc từ phía cơ quan công an, trường có hình thức xử lý nghiêm để giáo dục đạo đức đối với nữ sinh viên này nói riêng cũng như sinh viên luật nói chung. Đến giờ xác định đây mới chỉ là sinh viên học luật. Việc mạo danh luật sư và có hành vi bạo lực như vậy làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của các luật sư. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nói. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023. Đáng chú ý, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, trường Nguyễn Hồi Hương nằm trong danh sách đề cử. Từ gần 100 đề cử của 50 đơn vị và việc bỏ phiếu, ban tổ chức là Tổng biên tập báo Văn hóa đã tổng hợp lựa chọn 15 sự kiện báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023. Với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Trong số 15 sự kiện để bình chọn, 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 có các sự kiện nổi bật như kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam. Lần đầu tiên tổ chức sự kiện tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 và hội nghị cán bộ văn hóa toàn quốc. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, Hồi Hương. Công nghiệp văn hóa có nhiều thành tựu nổi bật. Thành phố Hội An, Quảng Nam và thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng được công nhận thành phố sáng tạo UNESCO. Hoạt động bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu được tổ chức dưới hai hình thức. Tổ chức bình chọn trực tiếp vào ngày 5 tháng 12 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Tổ chức bình chọn trực tuyến từ 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12 đến 17 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023. Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 sẽ được ban tổ chức công bố ngay sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên. Trong buổi gala ở Turin, Bellingham đã giành danh hiệu Golden Boy 2023, giải thưởng mà tờ báo Tutto Sport của Italia thường trao cho cầu thủ U21 hay nhất châu Âu. Tân binh trị giá 103 triệu euro của Real Madrid đã nối tiếp các ngôi sao như Gavi hay Pedri để giúp La Liga thống trị trong các đêm gala của Tutto Sport. Giải thưởng cậu bé vàng từng thuộc về những cầu thủ khác như Wayne Rooney, Lionel Messi, Raheem Sterling, Kylian Mbappe và Erling Haaland. Đáng chú ý, Bellingham chính là cầu thủ đầu tiên của Real Madrid được vinh danh ở giải thưởng này sau khi giành chiến thắng với 485 trên tổng số 500 phiếu bầu và là một kỷ lục. Bellingham đánh bại cầu thủ trái cánh Musiala của Bayern Munich và Xavi Simon của Leipzig để nhận giải cầu bé vàng 2023. Ngoài ra, sao trẻ người Anh còn dẫn đầu trong cả cuộc bình chọn của 50 nhà báo và cổ động viên trên trang web Tutto Sport. Trước đó, Tutto Sport đã vinh danh những tài năng khác tỏa sáng ở các câu lạc bộ châu Âu trong năm 2023 như hậu vệ Scavini của Atalanta, cầu thủ U21 Italia hay nhất.